Tôi thấy vậy thôi, thấy cô cũng vậy. Cô đâu mừng ăn nổi đâu, mừng mướn mừng thê được đâu. Dạ. Sau này đau không có mừng mướn thê, thấy ổng mạnh giỏi ổng đi mừng mướn thê thôi, ưng ổng cho ổng gánh vác trong gia đình của cô. Giống như có cái chỗ dựa cô ha. Cho có cái trụ cột. Rồi vợ con rồi. Tôi thì sao cũng được. Cảm ơn ông gắn cho ông mạnh khỏe, ông nuôi cho nuôi tôi suốt đời. Tôi cũng lo cho bà suốt đời đó. Giá trả bật đừng cho ông chết trước, để cho tôi chết trước. Câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại Kiên Giang và đồng hành với Nghĩa ngày hôm nay là chú Năm đây cô chú anh chị. Chú Năm dẫn Nghĩa đến một hoàn cảnh của ông bà cụ sống trong căn nhà này đây. Chú ơi, chú hãy chia sẻ giúp quý ông bà cô chú anh chị kênh con cũng như là con biết hoàn cảnh cô chú này như nào chú ha. Cái này là hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt, rất là khó khăn. Vì vợ thì có tật, tật bẩm sinh là nhỏ, nhưng mà cũng lúc trước thì cũng còn đi được, nhưng mà hiện bây giờ là xa khớp, không đi được. Đó. Thì chú Bảy này ông thấy hoàn cảnh gì đó, ông cũng vô để kết duyên vợ chồng để là làm chăm lo tiếp cho cái cô này. Vì thấy cái hoàn cảnh cũng quá khó khăn rồi, cổ thì bệnh hoạn rồi, lại thêm có đứa con là khờ khạo nữa. Thành thử ra rồi chú này vô rồi để là làm nuôi tiếp đồ này kia, nhưng mà cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cái là không nhà, không đất, không cát, đó, chỉ đi bằng mướn hàng ngày để sống thôi. Đó, thì thấy nó cũng khó khăn. Thì chú đó năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Chú 72 tuổi. Là 72 tuổi còn phải đi làm, đi làm mướn hàng ngày, làm mướn để nuôi cô thì bị tật nguyền, con của cô thì bị khờ. Đúng rồi. Không có ruộng đất gì hết. Không có ruộng đất gì hết. Còn cái nhà hiện ở đây á, thì cũng cô bác đồ xin đồ gom góp to đồ kia lại để là cho làm một cái căn nhà ở. Còn ở thì ở đậu đất nhà nước. Là cũng không có đất để ở luôn, ở đậu luôn. Ở đậu, đất này ở đậu à. Dạ, không, mình đi vô đi chú, đi từ từ chú. Đất này là đất mà của quỹ xã mình. Rồi cũng như là nhà thì được bà con láng giềng là cho miếng tôn, miếng sắt gì đó để gáp thành cái nhà. Gáp thành cái nhà. Còn đất thì đất của nhà nước, mà cũng như là không có đất điền gì hết. Không có đất cát gì hết, chỉ làm mướn sống thôi. Cô chú anh chị thì ở vùng quê mà không có ruộng, không có vườn, không có cái cơ sở này làm thì đi làm thuê làm mướn, nhưng mà trong đó thì làm thuê làm mướn thì bắp bên chú ha. Tại vì làm thuê làm mướn thì cô chú anh chị thấy đó, khi mà người ta cần dữ lắm ta mới kêu mình, có công việc nặng nhọc. Căn nhà này hả chú ha? Căn nhà này. Cô hả chú? Cô trong nhà. Dạ, con chào cô. Chào chú. Cô đang làm gì đó? Chắc vừa vừa ăn cơm. Vừa ăn cơm. Cô ơi, cô thứ mấy cô? Thứ bảy. Cô bảy ha. Cô bảy năm nay nhiêu tuổi cô bảy? 71 tuổi rồi. 71 tuổi. Cô sống trong nhà này với ai cô bảy? Với ông chồng với đứa con, nó không biết gì hết trơn á. Nó không biết nói chuyện luôn. Trời. Nó trời nắng quá nó chạy ra giường nó ở phải rồi. Mần cái gì mần không có được, mần cái gì giúp đỡ, mần cái gì được thì mần giúp cho ổng phần nào. Ổng đi mần về cái ổng đi nấu cơm cho ăn. Là chú đi đi làm
Làm đó là làm thuê cho người ta hả cô? Làm thuê cho người ta không hả? Làm thuê cho người ta rồi về đó. Về phải nấu cơm cho cô ăn nữa. Dạ, nấu cơm cho cô ăn nữa chứ không có nấu cơm được. Cô đi đứng là khó khăn lắm cô ha. Đi đứng không được nữa, bò không à. Cô bệnh này lâu chưa cô? Bệnh lâu rồi. Dạ. Không có làm gì được hết trơn á. Dạ. Tội nghiệp ổng, ổng đi mần mướn mần thuê. Dạ. Cô với trời Phật ổng sống trước, đừng chết trước, cô khổ lắm. Dạ. Để cho ổng sống, cô chết trước cho khỏe. Dạ. Ổng chết trước rồi cái cô không có làm, cô không nổi luôn. Dạ. Ông sống, cô ra chợ Phật cho ông sống, ông nuôi cô, chừng nào cô chết trước ông đi. Ông mạnh giỏi, ông nuôi cô. Chốt. Là con cô đó hả? Con cô đó. Là đi chơi tối ngày vậy hả cô? Nó đi tối ngày vậy đó. Dạ. Đêm mà nó ngủ giấc thức gì là nó quậy, nó đập tôn gầm mà mạnh. Trời ơi. Vậy sao cô chú ngủ? Thì cho nó đạm nào, nó chán nó rồi nó ngủ. Chị bệnh vậy lâu chưa cô? Hồi sanh ra thì thấy nó đàng hoàng rồi sao mà lớn lên. Dạ. Giờ cô cũng khổ nữa. Cô thì đi đứng không được. Còn mang nó không biết cái gì nữa. Vì cho nên giờ có ổng thì ổng gánh vác cho cô. Dạ. Giá trời với Phật cho ông sống, ông nuôi cô tới chừng à. Cô giái cô chết trước ổng đi. Chứ ông chết trước rồi cô khổ nữa. Cũng như là hiện giờ là trong gia đình mình trông cậy vào cái chú. Dạ. Chú đi làm để có tiền về lo cho gia đình. Thì cô trông cậy nhờ ông không chứ có ai đâu. Dạ. Vì ông ẩm bọng cô lên xuống. Dạ. Chứ đâu có đi đứng được đâu. Dạ. Ủa chị đạp về mỗi ngày hả cô? Không. À, chú về đó hả? Mang chừng về. Chị về hả? Ừ, đi ra con. Trời ơi. Kể đi cho nằm đi. Chú chạy không? Dạ. Trời ơi, chú đi kiếm con của chú về. Ừ, chạy về. Ổng đi, có khi nó đi tới phi, tới 7-8 giờ rồi. Kêu ổng đi kiếm, ổng đi kiếm nó, ổng kéo nó về. Dạ. Yeah. Về cái đầu nó quậy. Quậy cũng đến thình cho quậy đã nó đi, chừng nào quậy đã nó nghỉ à. Dạ. Chứ là nó làm tới nữa. Cô với chú gặp nhau lâu chưa cô? Năm nay là 20 năm rồi đó. Con xin lỗi cô nha. Ừ. Ngày đó chú gặp cô á, cô bệnh chưa? Thì cô cũng bị bấm sinh rồi, chưa có. À, cô bệnh bấm sinh. Bị bấm sinh rồi chứ chưa có còn đi đứng được chứ không có bò. Dạ. Yeah. Rồi khi là rồi ở ổng chừng 10 năm rồi bắt đầu bệnh rồi cấp tao ổng cũng đi mần mướn, ổng không có nhà. Tới chừng cô bệnh nhiều quá trời, ổng mận thành phố á. Dạ. Ổng nghỉ ổng về ổng nuôi cô luôn á. Người ta kêu ổng mần mướn hàng ngày thì ráng đi mận hàng ngày nuôi cô, cơm gạo thuốc men. Có nghĩa là ngày chú gặp cô thì cô vẫn còn đi đứng được. Đi đứng được. Nhưng mà bệnh bẩm sinh là bệnh gì cô? Bẩm sinh thì cô lùn hai cái giò nè. À, là tay chân mình ngắn vậy ha. Ừ. Nhưng mà vẫn còn đi đứng được. Đi đứng được. À. Như đó cô chưa gặp ổng thì cô đi đứng, cô đi mần cỏ mướn nè, đi dặm lúa nè. Dạ. Đi vũ gom. Dạ. Trời ơi, cô đó đi vũ gom chở nó theo ông nắng nồi á, có chuồng bể ông già cho. Tắt nước ầm mầm, người cái người ta thấy gì người ta cho cô cái chuồng. Ủa, vậy là lúc mà cô gặp chứ, con này, bạn này là con của cô hả? Con cô. À, là cô cũng có gia đình rồi, có con. Có con. Rồi cô mới gặp chú. Ừ. Rồi cơ duyên nào cô chú gặp nhau? Vì hồi đó ông đi về, ông đi xuống tới dưới này, ông đi mần mướn. Ông mướn cái ông già cô, mướn ông đúng tre. Dạ. Yeah. Đúng tre rồi ở 2-3 bữa gì đó rồi cô thấy ổng thấy cô rồi cô mới thương ổng. Cô với chú ai là người ngỏ lời trước cô ơi? Ổng. Chú ha. Ừ. Dạ. Ngỏ chú lời trước cô. Cô còn nhớ chú nói gì không? Ổng kêu cô ưng ổng đi rồi ổng nuôi cho. À. Ổng nuôi suốt đời. Rồi cô thấy vậy thôi, thấy cô cũng vậy.
cô đâu có mần ăn nổi đâu, mần mướn mần thuê được đâu. Dạ. Rồi sau này đau rồi không có mần mướn thuê, thấy ổng mạnh giỏi ổng đi mần mướn thuê thôi, ưng ổng cho ổng gánh vác trong gia đình của giống, cô giống như có cái chỗ dựa cô ha. Ừ, cho có cái trụ cột á. Dạ. Chỗ dựa ổng mạnh giỏi. Dạ. Còn cô vậy sao mà như bây giờ ổng gặp ổng như bây giờ cô khổ bây giờ biết làm sao giờ. Dạ. Khổ đi đâu á, muốn đi đâu thì ổng ẩm cô lên chiếc xe lăn đó. Dạ. Con nhỏ này nó lăn đi. Dạ. Ủa chị này lăn được hả cô? Được. À. Nó đẩy ở sau lưng đó. Dạ. Rồi đó thì muốn đi đâu thì đẩy đi. Còn cơm nước thì ông ginh bỏ lên cho cô ăn cơm. Dạ. Thì ổng đi mần về thấy ông khổ. Mần về cơm nước, giặt đồ, giặt đạp. Lo quét nhà, quét cửa. Là một mình chú vừa đi làm kiếm tiền vừa cắn đắng hết công việc ở nhà luôn. Cắn đắng hết việc nhà luôn. Cô thấy cô thấy lòng của cô cũng khổ, thương con nghiệp ổng. Con ổng, ổng hồi nó không có vợ, có con, con ổng cũng bự lắm rồi. Xuống thấy cô vậy, ổng cũng rồi, nó cũng có nghiệp thôi. Ba gán nuôi mẹ đi. Dạ, yeah. Cũng như là cô chú ai cũng có gia đình rồi. Có gia đình hết rồi, ổng, con ổng bự hết rồi. Là cũng chia tay, cũng này kia hẳn hôi hết hả cô hả? Ừ, hẳn người chú đi làm chú mới gặp cô, rồi ngày đó là cô chú mới thương nhau. À, ừ. Chú mới ngỏ lời với cô rồi kêu ân chú đi. Ừ. Về chú lo cho trọn đời. Trọn đời. Dạ. Khi nghe chú nói như vậy, trong lòng cô lúc đó nghĩ điều gì cô? Cô mừng không? Lòng cô cũng mừng. Dạ. Thôi ổng ngỏ lời vậy cô cũng mừng. Cô giờ cô mừng không nổi thì có ổng vô gánh vác cô cũng mừng. Dạ. Rồi giờ cô giá trời và Phật cho ổng sống nuôi cô. Cho cô chết trước, cô giá cô chết trước. Để ổng dạ. Chết sau. Cái tay này của cô là hoạt động được không? Tay này nó nhất ít hoạt động được lắm. Nãy con thấy cô cắt dưa mà con dùng cái tay đó cái dao mà không cái có dùng cái tay này. Ừ, cái tay này nó muốn chùi với cái giò này. Giò này là hồi là nó rung còn hơn là cá lóc nữa. Hồi đó là cô đi đứng được, bây giờ đi không được là do bệnh gì cô? Bị xa khớp nè. À. Cái giò này nè. À. Nè, cái đầu gối nè, cái xa cơ nè. Đó. Rồi nó bị nhức gì không cô? Nhất bằng đêm nhất dữ lắm, uống thuốc không đó, gỗ thuốc uống thuốc không. Con hỏi cô này như vậy là cô có được lãnh tiền nhà nước không cô? Có, được 740 ngàn. Người con cô được không cô? Có, được 740 ngàn nè. À, là được 1.480.000 một tháng đó. Với lại tiền của chú đi làm cho người ta, chú có đi làm thường không cô? Có bữa thì vài bữa người ta mới mướn một lần vậy đó. Dạ. Có khi 5-10 bữa hay là nửa tháng gì cũng thất nghiệp cũng muốn chết. Như vậy cái tiền mình đủ xây trong tháng không cô? Không. Mà những lúc thiếu thì sao cô ơi? Lúc thiếu thì gán chịu chứ giờ hỏi mượn đầu này đầu kia mua thuốc đồ uống. Dạ. Rồi như hỏi mượn rồi mua thuốc uống rồi chừng nào ổng mần mướn được thì trả lại cho người ta. Ở đây cô cũng mua gạo ăn luôn? Mua gạo không. Dạ. Con hỏi cô, con xin lỗi nha. Có khi nào nhà mình bị hụt gạo không cô? Có, hôm qua cô nhìn đói hết 2 ngày. Do không có gạo, không có tiền mua? Không. Ông đi mượn mướn cho người ta chưa có tiền nữa. Hôm qua chưa có đúng xu tiền. Ngày nay cô nó nói với tôi. Gạo chiều này ông ơi, chiều này ông mua gạo. Ông mân rồi, người ta chưa có trả tiền, chiều mà trả. Ấy tôi nghe bóng. Tôi nghe bóng dữ lắm. Ông mặn mướn, ông mặn thê, ông lo cho cô. Hết thuốc rồi, ông đi mượn rồi. Mượn xe đạp, ông chạy ra bệnh viện, mà ông mua thuốc cho cô. Có giấy bảo hiểm kìa mà đâu có nằm viện được đâu. Nằm bỏ nhỏ này đâu có được. Dạ. Ai mà giữ, ai mà giữ nó. Cô, cuộc sống của cô hiện giờ là ngày nào hay ngày nấy? Ngày nào hay ngày nấy đó. Dạ. Tại vì... Giờ động tiền lương ăn không. Tiền lương ăn dính, mua thuốc mà mẹ ăn uống. Thiếu hụt thì ông mần mướn mua thuốc với mua gạo đồ ăn. Nhưng con nói cô nghe nè, con hỏi cô chú cô nha, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô?
75 tuổi rồi đó. Chú 75, cô là 72 hả? 71. 71. Thì con cũng xin thưa với cô thì chú làm thuê cho người ta được vài năm nữa thôi. Thì cô nói bận giỏi 5-2 năm nữa là thôi rồi. Ông có gì ông bệnh chứ cô cũng biết làm sao khổ. Chắc kêu ông con ông chở về bển nuôi chứ cô đâu có nuôi được đâu. Rồi lúc đó cô làm sao? Thì cô chịu chứ làm sao? Nếu ông ngã bệnh xuống rồi cô khổ. Để cho con không bước về bệnh. Con nói cô, bây giờ chú còn đi làm được, còn kiếm được tiền. Có thể là thỉnh thoảng, có thể là 5 mà ngày 10 ngày gì đó. Nhưng mà nhà cô vẫn trong cái đi gọi là thiếu. Thậm chí như cô chia sẻ con là hai ngày nay cô hết gạo đó. Nhưng mà khi mà chú không làm được nữa thì những cái khó khăn nó sẽ chồng chất hơn nữa. Chồng chất hơn nữa, nhiều nữa. Ba ông gánh nặng dữ lắm. Rồi con cô thì không có đi nằm viện được, có nghĩa là căn bệnh của cô không có trị được dứt điểm. Thì những ngày tháng sắp tới nó sẽ nặng dần hơn. Con xin lỗi nha, bệnh thì cô không trị nó sẽ nặng hơn đó. Thì biết rồi, biết rằng bệnh không có trị được. Bỏ thì con nhỏ này đâu có ai giữ đâu. Thì nó lội lang thang đi người nằm làm sao. Bỏ nó thì... nó đi không biết phương trời nào. Dạ. Giờ bệnh này cố gắng mua thuốc, kêu ông mua thuốc uống cầm tự. Dạ. Đừng con. Cô có mong ước điều gì không cô? Hả? Cô có mong ước điều gì cho cô không? Để có tiền mua gạo ăn, uống thuốc hàng ngày. Dạ. Trời ơi, chỉ đạp tới ngày vậy. Quý đoàn đó. Tiền bạc mua gạo đồ ăn chứ không có, cô không có mong cái gì nữa chứ mong chỉ có tiền uống thuốc hàng ngày với mua gạo ăn thôi. Nhưng mà nhỏ là gì đó. Dạ. Nó không có biết cái gì chứ. Con gặp chú một chút này cô làm đi ạ. Tiền đâu rồi? 20 ngàn đâu rồi? Tiền đâu? Tiền đâu rồi? Mất chân rồi hay gì vậy? Con chào chú. Nãy giờ chú đi kiếm con chú mới về đó hả? Dạ dạ. Con hỏi chú nè, chú thấy ngồi được không? Ngồi chú cháu. Dạ 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 dạ. Công việc của chú hàng ngày là làm gì chú ơi? Là mướn đào đất đại sư gùa dạ. Xin mướn. Dạ, cũng như là người ta kêu mình đào đất đồ này kia. Dạ. Người ta mướn ngày làm được người ta trả bao nhiêu chú ha? 225 có. 225 có. Dạ. Dạ. Mình có làm được thường không chú? Như năm bữa làm 5-3 ngày, rồi nghỉ 5-3 ngày, làm 5-3 ngày. À, người ta có kêu thì mình có làm, dạ. Mà không kêu là ở nhà. Dạ. Dạ. À, hồi nãy thì con cũng có chia sẻ với cô, thì cô cũng có chia sẻ với con cái... Hồi trước á là chú cũng có gia đình rồi đúng không? Dạ. Rồi chú mới gặp được cô. Hồi đó gặp sao cô ơi, chú kể con nghe đi. Thì lúc tôi làm mướn thì xuống đây quen về vợ ổng mướn đốn tre. Dạ. Rồi bán tre cho ổng rồi ổng kêu uống trà rồi nói thôi mày làm rể tao đi. Dạ. Rồi tôi suy nghĩ nếu mà tình trạng bả bệnh hoạn vậy, con khùng vậy đó thì thôi kệ, quỷ việc đời mình ưng cho bả để sau này cha mẹ chết đi bả bơ vơ tội nghiệp bả. Dạ. Rồi ở luôn tới giờ. Là trong lòng nghĩ là cô bệnh như vậy, rồi con cô cũng là không có minh mẫn vậy đó. Dạ. Rồi sợ cha mẹ của cô mất rồi không có nơi nương tựa. Dạ. Rồi trong lòng chú cũng mến, cũng thương. Dạ. Rồi vô để cùng cô gánh vác cái cuộc sống phía trước đúng không chú? Dạ, dạ. Dạ. Rồi những năm tháng về đây sống như vậy đó, à, cô chú không có ruộng đất gì hết hả? Không có ruộng lớn không ạ. Dạ. Rồi trong lòng chú nghĩ điều gì khi mà mỗi ngày cô đi, chú đi làm về, rồi phải làm những công việc ở nhà rồi này kia vậy chú? Thì về nấu cơm vợ, rồi quét dọn, giặt đồ, phơi đồ cho vợ. Dạ. Giờ hoàn cảnh vậy thì mình phải ôm xuống như sao giờ, lo cho vợ con cũng vui. Dạ. Rồi giấy cho có sức khỏe, mà đi bận. Giấy có sức khỏe thì mà mướn kiếm tiền. Nhưng mà ôi con xin lỗi là chú năm nay bao nhiêu tuổi?
tuổi tỷ 72 tuổi rồi. Vậy cô nói chú 75. 72 tuổi thì tỷ á. Hả? 75 là 75 gì á. 7. Là có nghĩa là ở tuổi 75 thì con nói chú nghe. Dạ. Vài năm nữa chú đâu thể đi làm được nữa đâu. Cũng phải gán với trời Phật có sức khỏe. Dạ. Gán lao động được ngày nào năm nào chứ lo vợ con năm nấy. Dạ. Nhưng mà ở tuổi đó thì vài năm nữa chú không thể làm được thì những cái gánh nặng ở trong nhà sẽ nhiều hơn. Có khi nào chú nghĩ điều đó không? Có chứ mà vợ giấy vợ chết trước. Rồi vợ con rồi. Tôi thì sao cũng được. Quê chú là ở đây hả đâu chú? Ở Cái Tàu. Cái Tàu là Nghĩa Mân Ngọc Tháp á. À, rồi cũng xa đó chú. Dạ. À, chú khóc cùng cô chú anh chị. Chú có thể dỡ nón ra cho ông bà cô chú thấy chú được không? Mồ hôi quá trời luôn, là mỗi ngày đi về rồi con của chú là đi gông gỏi gì chú phải đi kiếm. Đi kiếm. Còn đi xa nữa, bạn bè điện thoại lại nó dẫn con mà về, mới lội lại đó. Dạ. Dẫn con về. Vẫn biết ngày đó là cô mắc căn bệnh đó, vẫn biết cô có một người con như vậy. Dạ. Nhưng vì thương, cám cảnh thương ở cái cuộc sống phía trước của cô như vậy đó nên là chú chấp nhận chú đến với cô. Đúng dạ, không chú? Dạ. Ngày đó là chú có nghĩ là cuộc sống mình sau này nó sẽ vất vả, sẽ khó khăn như thế nào không chú? Biết rồi sau này mình khổ đó. Dạ. Cuộc sống mình khổ mà mướn, không lẽ mướn hoài, manh hoài sao? Dạ. Rồi suy nghĩ vậy rồi thôi về gặp vợ con vậy rồi mình suy nghĩ là có động lực. Gán sức khỏe, bảo vệ sức khỏe mình đi mặn kiếm tiền lo cho vợ con, bản thân mình nữa. Dạ. Rồi giá trời hoài à, giá cho bà đi trước tôi lo cho bà. Trước là bà bơi vô. Con hỏi chú là mỗi ngày là chú ăn cơm được nhiều không? Được 3 chén, 4 chén. À, chú ngủ ngon không chú? Ngủ tới 4 giờ thức rồi, chẳng dạ ngủ rồi. Dạ. 4 giờ phải thức. Ở quê là vậy đó cô chú anh chị, ông bà ở dưới quê ngủ sớm lắm, nhưng mà thức sớm. Có khi là, rồi khi thức sớm châm bình trà uống như thế nào đó, rồi cái này mình bắt cái nồi cơm nguội lên, luộc cơm ăn, cái lại ra đồng, ra ruộng, cái này kia đi làm nữa. Nhưng mà không có một cái gọi là đất giường, đất ruộng, cũng không có một cái kế sinh nhai nào hết, chỉ rất là bấp bênh. Chú có mong ước điều gì cho chú không? Không có tiền, mà muốn dư tiền mua gà vịt nuôi thêm. Khi mà dân người ta không có kêu mình nữa, mình cũng bán được con ký cũng được 100 ngàn. Dạ. Không có vốn chú ơi. Dạ. Cũng mong có tiền để mua gà, mua vịt gì nuôi chú ha. Dạ. Dạ. Bận nhiêu lo gạo sóc với bệnh hoạn, lo cho về bây giờ bệnh nó chạy ra chợ mua thuốc. Dạ. Mua dầu, mua không có y tế lãnh thì được đó, mà nằm bệnh viện rồi ai lo ở nhà. Dạ. Bắt buộc phải mua thuốc ngoài. Dạ. Mua là cái 100, 200. Dạ. 100, 200 không. Ngày hôm qua chú biết không, bạn mướn được 200 ngàn hết gạo. Nhỏ nãy đó đưa nó 200 ngàn, chiều nay đào đất qua nay đó. Dạ. Chiều qua lấy tiền gửi lại 300 nữa là 500 đó. Qua hết gạo về trả nó trước 200. Dạ. Ở đây gạo bán mắc cô chú anh chị. Một gạo 500 ngàn. 500 ngàn đó. Dạ. Trả 200 ngàn trước rồi. Rồi chiều nay lấy tiền mướn á. Dạ. Trả tiếp nữa. Dạ. Ở đây người ta bán gạo gì mắc vậy chú? Gạo 54. Dạ. Gạo tê tới 5 rưỡi lần bao luôn. Dạ. Con đi mấy chỗ kia có 400 mấy rồi, nãy con mua 500 ngàn, con nói trời gạo mắc. Dạ. Như là gạo phải mua, rồi những cái nhu yếu phẩm như đường, mắm, muối, bột ngọt nhà mình phải tự mua hết. Rồi mua. Cô chia sẻ con là trong có lắm lúc là nhà mình cũng không có đủ tiền để xây, để mua những thứ đó nữa. Dạ. Rồi mình nếu mà vợ con thiếu tiền một thuốc thì mượn người mai mốt mần mướn trả lại người ta. Em cũng thương cho mượn 50, 100 mua thuốc uống. Dạ. Còn mà mướn chừng gỡ lại anh em. Dạ. Sáng giờ chú cơm dùng cơm chưa? Sáng là tôi mặn là tật không ăn cơm được. Về mặn rồi về nấu cơm vợ con luôn à. Dạ. Chứ mặn ăn không được. Dạ. Uống nước thôi à rồi đó. Dạ.
À, buổi sáng là không có ăn gì hết, ừ. Đi mần về mới nấu cơm ăn chung với cô luôn. Ờ, vậy. Dạ. Cô chú có thể nào dọn cơm con ghi lại cái hình ảnh đó gửi đến ông bà cô chú kênh con được không? Được. Là chú chưa ăn cơm đúng không? Dạ. Dạ, dạ. Bữa nay mình được gì ăn cơm chú? Bạn dừa muối đó. Dạ. À, nãy con thấy cô sắc đó ha. Dạ. Rồi bới tô rồi đâu rồi. Đây, lấy thỏ ấm lên cho. Lấy dép lại đi. Bắt ghế nè, kéo ra mới được. Ở mỗi ngày là chú hay ẩm cô lên vậy hả? Cơm ẩm lên, ẩm xuống. Là mình ăn cơm ngay cái bàn này hả chú? Dạ. Nó ngồi nó múc. Đây. À, bữa nay nhà mình ăn cơm với dưa với bí, bí nấu canh. Canh bí. Canh bí với dưa mắm. Ở đây cô chú có kiếm được cá gì không? Có khi kiếm được. Thỉnh thoảng thì kiếm được, đi ăn lứ. Dạ. Con của cô chú là ăn riêng. Bớt tô ăn riêng. Dạ. Là mỗi ngày chú đi làm như vậy đó là về nhà cái lo cơm nước xong rồi dọn lên cô chú cùng ăn. Dạ. Dạ. Rồi trưa tới giờ là chú lại đi làm nữa, nếu ngày đó có làm. Rồi dạ. Cái chiều về nấu cơm này kia cô nữa. Dạ. Dạ. Con chúc cô chú dùng cơm ngon miệng nha. Dạ dạ. Dạ. Có nghĩa là đôi khi vẫn chú cũng đi kiếm được cá đúng không cô? Có. Dạ. Rồi con hỏi cô nè, là nếu mà kiếm được cá thì mình có cá để dùng, còn không có thì có dưa muối, có bí này kia. Con hỏi cô có thèm gì không? Có thèm muốn ăn gì không cô? Thèm gì trơn á, giờ chỉ là có tiền uống thuốc thôi chứ giờ thèm cũng không có tiền đâu mà ăn. Thèm cũng không tiền đâu mà ăn cái gì đâu chú ơi. Chỉ là có tiền uống thuốc, cơm gạo thôi. Ông mần mướn mần thê cực khổ lắm. Có khi ông kiếm cá được thì ăn cơm với cá, có khi không thì ăn cơm với dưa muối. Có nghĩa là mình không có tiền nhiều để mua này kia. Có gì ăn nấy. Có gì ăn nấy chứ không có tiền mua này nọ đâu. Dạ. Mần mướn mần thê đủ ăn gạo, uống thuốc đồ chứ không có tiền mà mua này kia ăn đâu. Khi nào ông đi không mần cho người ta thì ông đi đặn lội ông kiếm cá, còn không thì ăn vô muối. Bao nhiêu năm chú về sống chung với cô, những nỗi bất quả lo cho cô, cho con của cô như vậy đó, trong lòng cô nghĩ điều gì nhất cô? Nghĩ như thế ông cũng tội nghiệp, còn ông với trời với Phật cho ông sống nuôi cô. Để cho cô chết trước ông đi, để cho khỏe. Nếu ông chết trước cô thì cô khổ lắm. Ông muốn nuôi, ông muốn mận gì được hết trơn. Ông đi mận về thì ông cơm nước sẵn, đem lên ăn uống. Nhà cửa ông dọn dẹp, chứ không có mận được gì trơn. Giá như con của cô còn minh mẫn giống như bao người khác á, thì còn có cái chỗ dựa sau này đúng không cô? Đúng rồi, mấy nó phải như người ta, khôn ngoan như người ta thì có chỗ dựa. Ông mất rồi cũng có chỗ dựa. Nhưng giờ cô mất trước rồi cô đâu có chỗ nào mà dựa đâu. Con cô là bao nhiêu tuổi rồi cô? 34 tuổi rồi. Ờ, 34 tuổi. Coi bạn ấy là bệnh lâu chưa cô? Lâu rồi, trong bụng mẹ sinh ra. À, trong bụng mẹ sinh ra là bệnh tới giờ luôn. Rồi chú đói rồi chú ăn. Cô thấy
ấy, ông khổ. Ông đi mừng mướn đào đất tối ngày sáng đêm. Như có khi 5 giờ, ông thức dậy, 4 giờ ông thức dậy rồi 5 giờ. 4 giờ ông thức dậy ông dọn dẹp nhà cửa trước hết. Rồi đầu 5 giờ ông đi rồi. Đi rồi cô nằm trong mụn đó thì... Rồi thì ngồi chỉ dắt mụn lên thì... Ông đi mừng mướn 5 giờ rồi ông thức rồi. 4 giờ ông thức dậy ông dọn dẹp nhà cửa sẵn. Nước nôi đồ sẵn đó cho cô. Rồi ông mặn về ông nấu cơm cho cô ăn. Thấy ông khổ. Thấy ông gì cô cũng khổ quá. Giờ cô cũng giá trời với Phật ông sống nuôi cô. Rồi cô chết trước ông. Để ông chết sau. Con nói cô chú nghe nè. Tuy là cuộc sống của cô chú hiện giờ rất là khó khăn, rất là vất vả. Có thể nói là con xin lỗi nha. Có thể nói là thiếu thốn trăm bề. Nhưng đâu đó cô vẫn là một người phụ nữ hạnh phúc vì được chú đến với cô. Con xin lỗi chú là ngày xưa dạ. Chú vẫn nghĩ được điều đó đúng không chú? Dạ. Chú vẫn nghĩ là ngày xưa cô là bệnh tật vậy đó. Dạ. Vẫn nghĩ có một người con vậy đó. Nhưng dạ. Chú vẫn một lòng đến yêu thương cô và dạ. Chấp nhận sống với cô trọn đời. Dạ. Cho nên đó là một cái gọi là cô là người hạnh phúc nhất. Dạ. Đúng không cô? Đúng. Có ai được với cô hạnh phúc gì đâu. Ông đi mần mướn này 4 giờ ông thức dậy ông dọn dẹp. Trong chui nước nôi rồi sẵn cho cô để cái bàn cho cô thuốc men uống rồi về ông đi mần về rồi ông cơm nước canh riêu cho cô thấy ông cũng hoàn cảnh của cô gì khổ vậy thấy bứt rứt trong lương tâm không mần ăn gì được hết thấy ông vậy đó cô cũng với trời Phật ông sống nuôi cô với cô chết trước ông đi. Con hỏi cô nè, ngoài cái nãy như sắc dưa rồi này kia trong nhà cô còn làm được gì nữa cô? Sắc dưa thì nhà kêu nhỏ đó, nhộng giọng nó kêu nó giữ nó chứ không có làm gì chứ. Cô rửa chén rồi được không? Không được. Dạ. Yeah. Bò xuống rửa đó thì rồi bò lại úp được. Rồi mỗi ngày là khi ăn là chú phải ẩm cô lên đây. Ừ. Rồi tới giờ ngủ cũng ẩm cô lên đây. Rồi buổi sáng lại ẩm cô trở xuống vậy đó. Dạ. Yeah. Sáng không trở xuống. Ta ăn lên, rồi chén ăn cơm nước rồi dọn xuống dưới đi rồi ông để cô xuống chén bát thì giúp đỡ ông được. Yeah. Phần nào bằng được thì giúp đỡ. Yeah. Được. Còn phần nào bằng không được thì không được. Yeah. Thấy ông khổ lắm. Yeah. Con xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, đây là câu chuyện ngày hôm nay con được chú Năm đến đó thì để giới thiệu hoàn cảnh của cô chú đây. Nhưng mà con biết được một điều là một câu chuyện cổ tích. Dạ. Đúng không chú Năm? Đúng rồi. Tại vì ở đời thường, con xin lỗi quý ông bà cô chú anh chị, đôi khi ngày xưa là chú gặp cô là lúc đó chú bao nhiêu tuổi? 40 mấy 50 rồi. Ừ. Thì đôi khi cái thời điểm đó chú vẫn tìm được người phụ nữ khác đúng không chú? Bình thường là không muốn. Dạ. Yeah. Nhưng mà cám cảnh cái hoàn cảnh của cô nên chú đến với cô vì cái giống như một cái lòng vừa thương vừa yêu. Dạ. Dạ. Yeah. Nên chấp nhận cuộc sống hàng vi, cái chấp nhận cuộc sống cơ hàng như vậy đó đến mãi đến ngày hôm nay. Cho dù là dẫu biết rằng ở phía trước còn nhiều vất vả, còn nhiều khó khăn. Dạ. Yeah. Và cái tương lai con xin lỗi là còn mịt mù lắm. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Vì chơi vài năm nữa thôi, chú không đi làm. Thời điểm đó cuộc sống của cô chú sẽ như thế nào cô chú anh chị? Một tháng 1.480.000. Tiền thuốc một tháng của cô là bao nhiêu cô? 120.000. Một tháng 120.000 ha. Tiền thuốc, tiền gạo, tiền điện, tiền này kia, tất tần tật mọi thứ trong nhà với 1.480.000 ba người để xây. Hiện giờ có tiền của chú đi làm mà vẫn còn bị hụt gạo. Dạ. Bị hụt tiền. Dạ. Nhưng nếu mà thời điểm mà chú không còn đi làm nữa thì cô chú anh chị có thể thấy được cuộc sống vất vả như thế nào rồi đó. Cho nên hôm nay con được chú Năm dẫn con đến đây thì dạ. Con cũng xin quà cũng như tiền quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân dạ. Gửi cô chú đây để dạ. Cô chú vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước cô chú nha. Dạ. Cô dùng cơm đi ạ. Con chúc cô ngon miệng. Rồi đủ. Rồi hết nước nữa rồi. Chăm gọi nhào hết nước nữa rồi. Là ngày nào con cơm rồi cô uống thuốc vậy hả? Con uống thuốc nó chịu nổi chứ, không chịu nổi vậy. Nó nhức hay gì con? Nhức. Cô uống thuốc nhức nào đâu? Nè. Này hả? Ừ. Trời ơi, viên thuốc cái này gọi là viên thuốc nhức đen nè cô chú anh chị. Nhức. Cái này uống vô là nó hết liền. Nhiều. Nhưng mà lâu ngày là không ổn.
Đây này chuyên nghiệp bác sĩ. Tiệm cây quen, quen bán 40 ngàn, bán bớt 5 ngàn, còn ba ngữ. Dùng đen thứ kia kìa. 35 ngàn. Bác sĩ đưa thuốc này nè, uống thuốc này này nó không có sao. Còn uống thuốc kia dùng đen thứ kia kìa. Yeah. Mấy ấy, còn bác sĩ nói là uống thuốc này không có sao. Dạ, yeah. Thôi cô uống đi. À, cô chú cũng ăn cơm trễ quá trời luôn á. Dạ. Tại mỗi ngày đi làm về rồi phải nấu nước này kia đó chú ha. Dạ dạ. À, con cũng xin thưa cô chú thì hôm nay con đến đây được chú Năm với chú Mười dẫn con đến. Thì qua câu chuyện con cũng biết được cuộc sống của cô chú còn nhiều vất vả khó khăn ở phía trước. Thậm chí thì ngày ngày chú phải đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền về lo gạo. Thậm chí nhằm bữa phải hụt gạo nữa. Dạ. À, nhằm hụt gạo để con xin quà cũng như tiền quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm con gửi cô chú nha. Dạ. Con xin lỗi cô chú đọc chữ được không? Được. Được, đọc kiến được. Đầu tiên con xin phép con gửi thuốc của chị Dân Dòng. À, thuốc này là trị khớp của cô nè, đau nhức xương khớp á, mỗi ngày cô uống viên nha. Thuốc này thuốc khỏe, thuốc bổ á chú. Dạ dạ. Uống cái này là chú nhai vẫn được, uống dạ. Được mỗi ngày 1 viên ha. Dạ, ngàn viên lần viên, uống ngày 1 viên thôi cho một cô. Ngày 1 viên ha. Dạ. À, còn đây là món quà của gia đình cụ bà 100 tuổi ở nước Mỹ gửi tặng cô chú. Cô chú ban đêm ngủ có niệm Phật không? Dạ. Có ha, con gửi cô. Đây con đeo cho chú luôn. Đó, ban đêm ngủ niệm Phật nha chú. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Còn đây là cái máy nghe kinh của gia đình cô Nguyệt ở bên nước Mỹ. Khi về đêm ngủ thì bắt lên để tâm mình an. Nó có nhiều. Rồi khi cô dẫn xuống nha, ban đêm để cô ngủ đây của gia đình cô Nguyệt. Dạ, cảm ơn. Đây chai dầu xanh của chú Minh La ở bên nước Mỹ, con gửi cô chú đây. Chú xách cho cô đi. Dạ. Chú. À, con xin phép con gửi món quà của chị Diệp Phạm ở bên nước Mỹ, đây là thuốc bổ mắt. Một uống một lần 1 viên. À, nước dầu cá đây. À, thuốc dị ứng sổ mũi ngứa. Dạ. À, thuốc đau nhức xương khớp. Dạ. Dạ. Bên đây có chữ hết chú. Dạ, xem dạ. Nha. Dạ. Thì, đây cũng vậy này, thuốc cảm nè. Dạ. Cảm giảm đau hạ sốt. Dạ. Tại dạ. Chú đi làm múc đất múc sình khi dầm nước đó. Dạ. Cũng có khi cần đấy. Thuốc này của chị Diệp Phạm. Quý lắm ạ. Dạ. Cái này quý nhất. Dạ. À, còn đây là thuốc gia truyền của Liên Hoa Sơn được chú Minh La cũng như cô Năm nước Mỹ nhà con mua đó. Dạ. Con gửi cô chú. À, mỗi lần cô chú uống 1 bịch nhỏ thôi. Lần bịch nhỏ vậy nè. Mỗi lần uống 1 bịch. Dạ, này chị đau nhức xương khớp, đau bao tử, HP, rất là nhiều bệnh. Dạ, uống cái này là uống cái này. Dạ đúng rồi, uống cái này thì bỏ khoảng cách này. Dạ. Dạ. Đầu tiên con xin phép con gửi món quà của chị Kim Hà ở bên nước Pháp. Cô hả chú nhận tiền. Dạ. Cô hả chú. À, đi. Đi luôn. Chị Kim Hà ở nước Pháp gửi cô chú 500 ngàn. Cô Đầm ở nước Úc gửi cô chú 500 ngàn. Chị Phượng ở Oklahoma bên nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Anh Quang, chị Sương bên nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Ông bà Hai ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cô chú 500 ngàn. Bác Kim Thành Xuân ở nước Pháp gửi cô chú 500 ngàn. Chị Nết Nguyễn ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Chị Sang Nguyễn ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Ông Trần Văn Điệp, bà Nguyễn Thị Gồng ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Anh chị Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Dì Anh ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Cô Thu ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Cô Hằng ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Cô Trân Lộc ở Sóc Trăng gửi cô chú 500 ngàn. Chú Nguyễn Thanh Cường ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Anh Duy ở nước Mỹ gửi cô chú 1 triệu đồng. 500, 1 triệu. Chị Vân Nguyễn ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn. Và cô Nguyệt, gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ gửi cô chú 500 ngàn.
À, cô chú gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân nha. Cho gửi lời anh chị với cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho tôi số tiền này, rồi nhỏ tới lớn giờ tôi chưa có cầm đồng tiền lớn này được. Chồng nó đi mượn mướn kiếm tiền từ đồng, tôi không có cầm số tiền lớn được. Cho tôi cảm ơn mấy chú, mấy bác, mấy chị, mấy anh bên giúp đỡ cho tôi. Chồng tôi 5 giờ sáng là đi mừng rồi, 4 giờ thức dậy dọn dẹp chán đi mừng, 5 giờ đi mừng tới trưa về nấu cơm, không có cầm số tiền bự vậy được. Rất cảm ơn. Dạ. Cô rất là xúc động cô chú anh chị. Chú có muốn nói gì không chú? Rồi xin xin cảm ơn các mạnh thường quân ở các nước cho tiền gia đình tôi, do tôi rất mong ơn. Dạ. Dạ, mong ơn chú Mười với chú Năm với chú Nghĩa. Dạ. Dìu dắt lên đây. Tôi được một tiền là tôi quý lắm quý. Dạ. Cho lo vợ tôi, con tôi mừng lắm mừng. Dạ. Thì cảm ơn các mạnh thường quân ở nước ngoài. Dạ. Rất là đội ơn. Dạ. Được như ngày hôm nay, cô có muốn nói lời gì với chú không? Cảm ơn ông gắn cho ông mạnh khỏe, ông nuôi cho nuôi tôi suốt đời. Tôi cũng lo cho bà suốt đời đó. Giá trời bật đừng cho ông chết trước, để cho tôi chết trước. Ông chết trước thì tôi khổ. Đúng như lời cô nói cô chú anh chị, khi con xin lỗi, nếu một mai chú không còn ở đây nữa thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào, rất là khó khăn đúng không cô? Không thể nào tự săn sóc cho bản thân cô được. Con cô thì cũng không có đỡ đần gì được cho cô hết, cho nên rất là khó khăn ở phía trước. Trời ơi, quậy tới luôn cô chú anh chị. Qua đây thì con xin thay mặt cô chú, con xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay. Con xin kính chúc quý ông bà, cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Trời ơi, chút nữa con quên rồi. Nó nắng là vậy. Chú để đây đây chú. Nắng lên vậy đó. Để lại chú. Nè, nóng này phải không? Đó. Chú ngồi đi. Chú ngồi đi. À, con xin phép cô chú ngoài cái phần quà thuốc dầu cũng như máy nghe kinh và tiền thì đây là bao gạo 25kg của chị Tú ở nước Đức gửi gia đình mình. À, còn đây là nhu yếu phẩm hôm nay con gửi đến cô chú đây. Trời ơi, gặp thắt rút nữa rồi. Thuốc phẩm. À, một con xin phép con này là của cô Su ở Tây Ninh gửi cô chú một lóc cá mồi. Dạ. Con nhiêu tiền đây nữa. Cái phần quà này là 240.000, gồm có một lóc cá mồi, một chai dầu ăn, một chai nước tương, một chai nước mắm, bịch bột ngọt với lại là bịch xà bông. Gạo thì của chị Tú ở nước Đức, còn nhu yếu phẩm đây là của cô Su ở Tây Ninh. Con xin phép con gửi cô chú ạ. Dạ, con cảm ơn mấy cô ở Tây Ninh với Úc. Dạ. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay. Con xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nguyện cầu ông bà, cô chú, anh chị luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Đó cũng là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến quý ông bà, cô chú, anh chị. Con xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ.